Vấn đề môi trường cũng là vấn đề nhức nhối trên địa bàn tỉnh ta. Thì chúng ta trong thời gian vừa qua đã quyết liệt áp dụng các giải pháp từ thanh tra, kiểm tra, rồi xử phạt sai phạm, rồi đình chỉ sản xuất, rồi tịch thu phương tiện sai phạm vân vân. Nhưng mà nó vẫn còn diễn ra phức tạp. Nhất là hiện nay mấy tháng nay là cái tình trạng nhập rác phế liệu ở tỉnh ngoài, ở nước ngoài đưa về Hưng Yên để tái chế. Thì hai huyện Văn Lâm, Mỹ Hào vừa qua đã tích cực nhưng mới đạt kết quả gọi bước đầu. Thì đề nghị hai huyện phải quyết liệt hơn nữa. Thì tôi đồng chí Bí Thư đã về nhiều lần ở những chỗ vi phạm đó. Vừa qua kể cả đồng chí Bộ trưởng, rồi đồng chí Phó Tịch cũng đã tháp tùng đồng chí Bộ trưởng về tận nơi những sai phạm đó. Thì những sai phạm đó tôi đã báo cáo tới chính phủ, các bộ ngành để có tổng thể các giải pháp. Thì xin báo cáo đồng chí như vậy. Thế còn tới đây thì chúng ta sẽ áp dụng đồng bộ các giải pháp để làm sao bảo vệ được môi trường của tỉnh. Thì tiếp tục là hỗ trợ để cho những người thu gom rác có bảo hiểm y tế, rồi để đầu tư trang thiết bị. Nhưng tinh thần báo cáo chỉ là tỉnh chỉ hỗ trợ thôi, còn đó là phải huyện, xã và dân phải tham gia. Vì theo luật môi trường thì ai phát sinh rác thải thì người đó phải chịu. Thế mà chúng ta đã hỗ trợ vận chuyển thu gom để xử lý rồi. Một năm là tương đối nhiều tiền, hàng 200 tỷ. Khối lượng tiền đó rất lớn, báo cáo chỉ là vậy. Thì tới đây chúng ta sẽ áp dụng đồng bộ các giải pháp, rồi xây dựng hệ thống quan trắc để phát hiện những sai phạm tự động. Thế rồi là thanh tra, kiểm tra, rồi xử phạt và kẻ áp dụng biện pháp là đóng cửa nhà máy, đình chỉ sản xuất, để xử lý cán bộ sai phạm. Thì thái độ và quan điểm của tỉnh là cương quyết như vậy. Rồi đang tiếp tục là hỗ trợ kinh phí để mua các cái lò đốt rác để chạy thử nghiệm ở một số huyện để làm sao chúng ta giảm cái chi phí xử lý rác mà hiện nay chúng ta phải vận chuyển và thuê xử lý quá tốn kém. Và vừa qua tỉnh đã cử đoàn sang Nam Định học tập, và tới đây thì chúng tôi sẽ nghe các đồng chí đi tham quan về báo cáo để tham mưu với tỉnh ủy ban có những giải pháp đồng bộ.